Thưa quý vị, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vừa được xướng tên trong top 10 thương hiệu hàng đầu của quốc gia theo công bố của chương trình Vinh danh thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021. Hiện nay, Viettel đang là thương hiệu Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới với định giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Song song với hoạt động kinh doanh sáng tạo vì con người và kiến tạo xã hội số, Viettel còn tích cực ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cung cấp các giải pháp như nền tảng hỗ trợ, tư vấn khám chữa bệnh từ xa Telehealth, nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia, sổ sức khỏe điện tử, triển khai lắp đặt camera giám sát tại các khu vực cách ly. Đồng thời, Viettel đã ủng hộ 450 tỷ đồng vào quỹ vaccine, 110 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, hỗ trợ trực tiếp 16 tỷ đồng cho các địa phương. Bên cạnh đó, Viettel cũng đã ủng hộ 37.000 máy tính và miễn phí 100% phí truy cập cho học sinh, sinh viên nghèo sử dụng các nền tảng giáo dục trực tuyến trong chương trình Sóng và Máy tính cho em, 1.500 trạm phát 4G và triển khai hơn 5.000 giải pháp nâng cao để phủ sóng 100% các vùng lõm tại nhiều địa phương thực hiện giãn cách. Trong 6 tháng đầu năm, dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng tập đoàn vẫn đóng góp 16.000 tỷ vào ngân sách nhà nước và tiếp tục đảm bảo doanh thu tăng 6,8%, lợi nhuận trước thuế tăng 3,1% so với cùng kỳ. Hiện Viettel đang sở hữu mạng viễn thông có tốc độ 5G nhanh nhất châu Á, đạt kỷ lục 4,7 GB trong lần thử nghiệm gần nhất. Viettel cũng là doanh nghiệp Việt Nam có nhiều bằng sáng chế tại Hoa Kỳ nhất, đóng góp quan trọng vào tầm nhìn Make in Việt Nam của quốc gia.